yên cho nó khỏe quá, cho nó nhẹ lại. Nhẹ sao? Là nhẹ cho thể xác con người của mình á. Thể xác mình ngủ cho nó nhẹ lại. Còn ngủ chung? Ngủ chung với vợ cực khổ á. Cực khổ quá. Được cái anh này vô vô tới đây mà để mà chụp hình để mà cho biết con ốc mà để mà quay vô cho nó hên được. Quay vô cho nó hên. Anh bắt người ta đi bán mà cho nó hên vậy. Bị được cái người có cái người mà biết chụp ảnh đi chụp nữa, chụp vô nó mới hên. Ừ. Là con ốc nó hên hay là anh? Con cái máy chụp vô á. Là con ốc nó, cái máy chụp hình chụp vô con ốc nó hên. Máy chụp hình chụp vô là con ốc nó hên liền. Như quay rất là đẹp. Rất là đẹp. Nó như con chim én. Nó như con chim én kia hả? Quay đẹp lắm. Có gặp nó bay như con chim én luôn. Nó có lượn qua lượn lại gì không? Có, nó bay con chim én, nó bay tinh thơ, nó bay lạng qua lạng lại vậy đó, mà nó bay đẹp, rất là đẹp. Ôi em chào anh Tú. Bữa nay thấy quải cái cặp đã quá ta. Cái cặp ở đâu có hả? Cặp ta nút mới mua. Mua làm gì? Anh nút mới mua để tặng. Làm gì? Để tặng cho em. Tặng cho anh mà anh làm gì mua mỏ ốc mà có cái cặp nữa? Anh nút mới mua. Mà tặng cho anh để anh sử dụng để làm gì á? Này cũng như đi mỏ ốc về anh nút anh tặng cho. Quay cặp ơi, em coi coi. Dễ thương ha. Đựng gì trong đó rồi? Bóp. Đâu coi 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 cái cặp mà đựng cái bóp luôn. Đẹp không? Đẹp. Thích không? Cái bóp này là mới mua luôn hả? Ừ. Ai mua cho? Nút. Mua cho luôn. Vui dữ không? Vui. Vui sao? Vui, Nút mới mua vui. Ngày nay có ăn cơm với vợ không? Có, ăn cơm này với nhà chị rồi. Nhà chị Sáu hả? Chứ không ăn cơm với vợ? Không, ăn cơm với nhà chị. Sao ăn cơm với vợ? Không, vợ tên mình ở dưới này mình ăn ghé nhà chị ăn luôn mẹ. Sao ghé nhà vợ ăn mà ghé nhà chị ta? Bị mình ở dưới này nè. Hay là có khi nào sợ ăn cơm với vợ? Ghé ăn cơm nhà chị dưới này đó. Sao không lên vợ ăn cơm, ăn cơm nhà chị? Không, ăn với vợ hoài bức ức đó. Sao bức ức? Mình lo đi mỏ ốc dưới này nè, sẵn cái dịp mình ghé vô ăn với nhà chị luôn. Chứ ăn với vợ hoài bức ức. Thích ăn cơm với vợ không? Thích. Thích. Sáng nay mỏ ốc nhiều không? Được luôn chục ký. Ghê vậy? Rồi bán hết rồi giờ? Bán hết rồi. Bán được nhiêu? Được 10.000 ký, chục ký, được 100.000. Được 100.000 đâu? Bỏ bước. Đâu cho em coi coi. Trời, giàu sang rồi. Giàu chưa? Ôi sao còn 70 hả? 70. Sao nói được 100.000? Bị chừa lại đó. Chừa lại gì? Chừa ốc lại ăn á. Sao anh mới nói là bán được 100.000? Chừa lại cho người ta ăn. Chừa cho ai? Chừa cho thầy thợ ăn. Chừa cho thầy thợ ăn hả? Bị hồi sáng em mò đó. Bị em mò em có gan gầu. Hả? Chuyện em mò em có gan gầu 10 ký. Rồi em mới nói cho anh nghe đó. 10 ký. Rồi gửi cho thầy thợ ăn mấy ký? 3 ký. Sao gửi gì? Hả? 3 ký, còn tôi bán được 7 ký. Sao gửi cho thầy thợ mà không bán hết, lấy tiền uống cà phê cho đã? Đâu, bán vừa hỏi để cho thầy thợ ăn luôn. Bán 7 ký thôi. Thầy thợ là người lạ mà sao cho ăn? Đấy, cho như thầy thợ như là quen biết tiếp nhà cho anh Tám đó. Để cho mấy ổng ăn. Quen biết tiếp nhà để cho mấy ổng ăn. À. Thương mấy ổng không? Thương. Sao, thương sao? Thương là cũng như ông lại phụ tiếp gia đình của anh Tám Nhất á. Gặp ảnh cùng mình cũng thương mến mấy anh. Thương mến mấy ảnh. Có rủ mấy ảnh uống bia gì không? Không có dám rủ. Sao vậy? Vậy mình ghé qua quán uống cà phê không, ông lạ đâu có dám rủ. Quen mà thầy thợ mà. Không dám rủ. Có nói là cảm ơn gì đến cô bác anh chị nữa không? Cảm ơn. Cảm ơn sao? Cảm ơn mấy chị. Rồi sao? Cảm ơn mấy chị với cảm ơn mấy chú. Đến đây tiếp gia đình của anh Tấm Dứt. Gia đình của anh Tấm Dứt có phải là gia đình của anh không? Dạ phải. Phải luôn hả? Dạ. Là sao? Thì tôi với anh Tấm Dứt ngủ chung, anh em ngủ chung với nhau đó. Sao có vợ rồi không lên trển ngủ mà ngủ chung với anh Tám hoài? Ngủ dưới này cho nó khỏe tâm mình. Ngủ dưới này cho nó nhẹ rồi.
nhẹ lại. À, còn lên tỉnh thấy nặng nề mệt. Nặng nề. À, sao nặng nề? Thì cũng như lên tỉnh mình mắc nằm gia đình của người ta, mình mắc lo công chuyện này chuyện kia, cái bộ óc mình nó cực khổ. Ừ. Còn mình xuống đây mình ngủ im, có một mình ngủ nó khỏe nữa. Mà nhưng mà ngủ trên đó có vợ của mình, còn ở dưới này thì đâu có vợ của mình đâu. Không, ngủ dưới này có một mình một, ngủ cho nó khỏe trong mình. Ừ. Sao ngủ với vợ mà lại nặng nề? Thì cũng như người ta cũng kêu mình đi nặng chuyện này chuyện nọ đó, đi giác tàu dừa hoặc là công chuyện này chuyện nọ đó, thì nó hơi cực khổ cho mình. Còn mình ở dưới đây người ta đâu có biết được, người ta đâu có biết mình lo đi lễ dưới này không, mình ngủ riêng có một mình, người ta đâu có biết. Là có nghĩa là mình trốn người ta. Ờ, mình trốn người ta đi ngủ. Trốn người ta đi ngủ. Ờ, đi ngủ riêng một mình. À, sao không ở phụ tiếp mà trốn người ta đi ngủ? Ngủ riêng cho nó khỏe quá, cho nó nhẹ lại. Nhẹ sao? Là nhẹ cho thể xác con người của mình á. À. Thể xác mình ngủ cho nó nhẹ lại. À, còn ngủ chung? Ngủ chung với vợ cực khổ quá. Cực khổ quá? Ờ. Sao cực? Nó sai mình đi giác đầu dừa hoặc là công chuyện này chuyện nọ quá cực. Quá cực. Ờ. Mà sai là chỉ là ban ngày thôi, còn buổi tối thì mình ngủ mà. Buổi tối thì mình ở dưới đây mình muốn đi chỗ nào mình ngủ cũng được luôn, còn ở trên nhà bả thì có sao. Ý em nói là buổi tối thì đâu có bên vợ đâu có kêu giác tàu dừa đâu, chỉ có ban ngày mới kêu giác thôi. Thì buổi tối mình về với vợ mình ngủ rồi giữ con mình luôn. Ờ, ở dưới này mình đi ra cồn rồi mình ngủ cho dễ. Mình muốn làm sao làm nó dễ, rồi mình lên xứ sở của người ta mình làm như người ta cười chứ. Là mình làm gì mà người ta cười? Thì cũng như mình lên tới gia đình của người ta, mình cũng phải màng người ta sai mình công việc này việc nọ rồi mình cũng phải phụ tiếp người ta không? Đúng rồi. Còn mình ở dưới này mình muốn đi đâu ngủ cũng được. Ừ. Ở dưới này ra đâu ngủ? Ra cồn ngủ. Sao ở nhà không ngủ mà ra cồn? Thì mình nói mẹ vậy đi, ra cồn ngủ rồi muốn ngủ đâu ngủ cho nó khỏe trong mình. Ừ. Còn ngủ ở trên đó thì nặng nóc. Ta sai khiến nhà của gia đình của người ta, còn xứ sở của mình nó dễ hơn, muốn đi đâu ngủ cũng được. Dạ. Yeah. Ờ. Còn nên đến thì xứ sở của người ta. Ừ. Đâu có dám làm gì. Ừ. Hồi đó giờ có dám đánh vợ không? Không. Thương vợ dữ không? Thương. Thì sao không dắt vợ về đây ở luôn? Không được. Ờ, có bao giờ dự định là mình kiếm cái nhà mới, mình cắt cái nhà mới, mình ở riêng tư với vợ con mình không? Không, vợ tôi nó ở trên nhà của gia đình của bà má tôi tên. À. À. Còn anh thì ở với anh Tám. À. Ừ. Là hai người ở riêng, nạnh nay nay sống. À. Cho nó nhẹ đầu óc. À, cho nó nhẹ. Chứ. À. À. À, còn ở chung thì cảm giác nó là sao? Mệt mỏi. Mệt mỏi. À. Ai làm gì đâu mệt trời. Thì cũng như mình lên xứ sở người ta kêu mình đi làm công việc này việc nọ nó cực khổ. Ừ. Còn mình ở dưới này mình muốn đi đâu cũng được. Ừ. Dễ sống. Ừ. Ra cồn rồi mình ngủ ngơi rồi cho nó nhẹ, thể xác con người của mình. Ừ. Làm gì cho nhà thể xác? À, cho nhà thể xác của mình ngủ yên. Có bao giờ mình ước có ngôi nhà mới mình không ở chung với ông Tám nữa, hay mình rước vợ con mình về ở không? Không, ngủ dưới này. Ừ. Ngủ với ông Tám ảnh có tật xấu gì không? Không. Anh em mỗi một người có cái mùng riêng chứ. Ừ. Anh ngủ cái mùng riêng. Ừ. Anh chạy chiếc chiếu anh ngủ. Ừ. Chạy ngủ ở dưới chứ không ngủ ở trên. À, ngủ ở dưới. Sao không ngủ ở trên? Ngủ với chung với anh cho anh Tám dứt nè. Nhà mình gần hoàn thành rồi, anh có vui dữ không? Vui dữ. Vui dữ, vui sao? Vui là con người của mình vui vẻ, đồ cái đầu mình sáng, đầu mình đi mò ốc. Là vui vẻ là mình kiếm tiền, mình uống cà phê rồi cái cảm giác mình nó vui vẻ hả? Ờ, vui vẻ, cũng như khách ở bến qua đó. Ừ. Mình cũng như là mình cũng anh em cũng đi mò ốc này kia, anh em cũng hỏi thăm này kia, người ta cũng nghe tiếng đồn mà mình đi mò ốc nè. Ừ. Để mà lại đây giúp vui cho mấy ổng. Giúp vui bằng cách nào? Thì giúp vui bằng cách mình đi mò ốc gì đó. Mò ốc thì anh vui thôi, người ta có gì đâu người ta vui. À, nhưng mà có cái mình người ta cũng nghe tiếng đồn đó, mình hoàn cảnh gia đình của mình nghèo đi mò ốc này đó. À. Người ta gặp mình người ta cũng thương mến mình. À. Người ta thương mến người ta mới giúp đỡ cho mình được. Người ta cũng nghe, người ta cũng lợi, người ta coi ốc rồi, người ta cũng hiểu biết rồi, người ta lợi. Người ta hiểu biết sao vậy, con ốc ta hiểu sao? Thì người ta cũng nghe cái tiếng mình đi mò ốc đó, rồi anh em người ta mới lại đây tới để mà người ta giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình của mình. Mò ốc là giàu hay là nghèo? Mò ốc hả? Mò ốc này cũng như đủ ăn, đủ uống cà phê vậy thôi. Ừ, vậy là sang hay là nghèo so với ông Tám Nhất á? Hả? Nghèo. À, anh Tám với lại anh là ai giàu hơn? Anh Tám.
anh tám ổng bị ổng đi mằng mướn có tiền nữa, em nghèo. Hồi anh hôm qua nói anh hút thuốc, anh giàu mà anh hút thuốc uống cà phê rồi phì phò. Anh nghèo, hoàn cảnh gia đình nghèo, đi mò ốc. Còn anh Tám anh nghèo, anh đi làm mướn. Đi làm mướn cho là với ai nghèo hơn? Em nghèo hơn. Anh nghèo hơn à. Nghèo hơn mà anh Tám anh cứ sáng có uống cà phê đâu, anh uống cà phê mà. Có ghé đây uống cà phê nhà của chị Ba nè. Uống cà phê không, ngày có trả tiền không? Có, vì có cái người bạn mới gửi cho chị Ba đó, gửi tiền để dành uống hoài vậy đó. Người bạn đó đâu mà đã vậy? Người bạn ở Giáp Bển. Giáp Bển hả? Dạ. Giáp Bển là giáp nào? Ở phía Bển á. Là chung với anh á. Ở bên Giáp Bển á. Gửi tiền cho uống cà phê hoài luôn. Gửi tiền qua đây cho uống cà phê. Vậy uống cà phê bây giờ không trả tiền mình cảm thấy mình vui không? Uống cà phê không trả tiền mình thấy mình vui không? Vậy mấy bạn có gỡ tiền cho chị Ba đó để dành uống. Thôi kêu ly nữa uống đi. Kêu đi. Ly cà phê chị Ba ơi. Ly cà phê chị Ba. Rồi uống cà phê. Rồi hút thuốc. Được mấy điếu thuốc? Nửa gói. Ngày nửa gói. Hút gì dữ vậy, hút nhiều bệnh rồi sao? Bệnh nước gì? Dòng con người mình mạnh khỏe nên bệnh hoạn gì hút thuốc vô còn thơm. Thơm à? Thơm sao, nói nghe coi, cái cảm giác hút thuốc nó ngon không? Thơm. Thơm à? Thơm mà hút vô con người của mình uống cà phê, vừa uống cà phê vừa hút vô rồi cảm thấy con người của mình nó vui vẻ. Còn không hút thuốc, không uống cà phê không vui vẻ. Mình hút thuốc uống cà phê vô con người mình nó mới vui vẻ. Còn mà mình không hút thì vô nó buồn. Bây giờ anh có ước muốn gì không? Uống là đây để mà uống cà phê để mà giúp đỡ cho chị Ba tôi. Uống cà phê để giúp đỡ cho chị Ba là trả tiền cho chị Ba. Trả tiền cho chị Ba. Là giúp đỡ cho chị Ba. Là ước muốn vậy thôi. Ước muốn vậy đó. Nhà chị Ba giàu thế ghê mà giúp gì? Mình thấy cái bề ngoài với bề trong mình cũng không biết được. Là sao? Chỉ thấy cái bề ngoài của nhà chị Ba bán cà phê chứ bề trong mình cũng không biết. Thấy bà giàu hay bà nghèo? Tôi cũng không biết nữa. Bị ghé đây uống cà phê đi ra chứ đâu biết, đâu có để ý. Chứ mình đâu có để ý, mình thấy bị nhà tường như mình không biết là giàu hay nghèo. Mình cũng không để ý nữa, uống cà phê rồi mình đi ra đi về thôi chứ đâu biết. Mình uống ở đây là để giúp đỡ cho chị Ba. Hay là giúp đỡ cho mình? Giúp đỡ cho chị Ba. Sao mình? Bị quán của người ta. Uống người ta giúp đỡ cho người ta. Hay ha. Rồi nói lời nào cảm ơn đến cô bác anh chị rồi sao hứa sao? Thì mình nói cảm ơn mấy chị để mà lại đây giúp đỡ cho anh Tấm Dứt vậy đó. Giúp đỡ cho anh luôn. Giúp đỡ cho anh luôn. Cho anh là cho anh đó. Nói lời. Nói giúp đỡ là đây mà để mà giúp đỡ cho anh. Cho anh là anh xưng là cho em á. Cho anh. Cho anh là cho. Là em. Cho em. Cho em. Rồi hứa gì làm ăn giàu trả lợi sao? Làm ăn giàu trả lại sao? Nói giàu mặn ăn thì có tiền thì ghé đây uống cà phê. Rồi có hứa trả lại, trả ơn lại không? Dạ. Hứa trả ơn lại mấy cô mấy vị bển không? Thì nói xin cảm ơn mấy chị ở phía bển gì đó. Ở phía bển? Phía bển là phía nào trời? Thì mấy cô ở bển mời mới vừa đây qua giúp đỡ cho anh Tám như đó, mình cũng xin lời cảm ơn mấy bà. Mấy bà đi bằng máy bay á. Vui không? Gặp với máy bay chưa? Gặp. Có đi chưa? Không đi mà ngặt cái mình cũng giờ thấy đó. Thấy sao? Giờ thấy người ta bay trên khơi đó, mình cũng để ý, mình cũng gặp, mình cũng đã hiểu biết rồi. Là mình thấy chiếc máy bay nó như thế nào? Máy bay rất là đẹp. Rất là đẹp. Nó như con chim én. Nó như con chim én kia hả? Bay đẹp lắm. Có gặp nó bay như con chim én luôn. Nó có lượn qua lượn lại gì không? Có, nó bay con chim én, nó bay tinh thơ, nó bay lạng qua lạng lại gì đó, mà nó bay đẹp, rất là đẹp. Mà sao chở người được ta? Được. Nó máy bay nó chở mạnh lắm mà đều cũng cái nó bay dù nó bay rất là đẹp. Bay dù luôn. Có bao giờ mình ước mơ rằng mình lượm ốc mình đi máy bay không? Có khi nào ước mơ rằng mình bắt ốc để mình dành tiền mình đi máy bay không? Có để dành thì được. Mà có thích đi máy bay không? Thích.
Không sợ hả? Không, nó bay trển không có gì không sợ sao? Cái dân nước ngoài của người ta dạng người ta có tiền đó, người ta có tiền người ta cũng để dành người ta bay đó. Ta mua vé máy bay đó, người ta đi để đi cho nó đẹp vậy. Đi đi cho nó đẹp. Người ta mua vé máy bay. Đi cho nó đẹp là đi sao ta? Cũng như người ta lên máy bay người ta đi để mà đi về nước Úc hoặc là nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ ngoài gì đó, người ta đi mỗi một người sống với xứ sở quê hương của người ta ngoài. Xứ sở của người ta. Người ta bay về ngoài để mà ta thăm gia đình anh em của người ta ngoài. Có bao giờ muốn đi ra nước ngoài sống không? Nước ngoài hả? Nước Anh, nước Úc, nước Mỹ rồi hả? Tôi sống ở xứ sở đây. Đi ra nước ngoài sống? Nước ngoài hả? Sống lạ, lạ nước, lạ cái. Từ từ quen. Hả? Có ba đi về ngoài thì đi luôn cũng được. Đi luôn là đi đâu? Là đi làm giấy tờ, đi về ngoài thăm mấy cái nước mà mấy nước mà giàu có, nước Úc luôn. Sao biết nước ở ngoài giàu? Thì mình đi ra ngoài mình không biết, mình hỏi thăm người ta. Nhưng mà sao anh ở đây mà anh biết cái nước Úc rồi nó ở ngoài nó giàu? Tại nghe cái tiếng người ta đi, người ta có đi gầu đó, giờ người ta cũng nghe người ta nói. Ta nói sao? Ta nghe nói mấy cái nước ngoài nó lớn mà nó mạnh mà người ta làm việc rất là giàu có vậy. Ngài có ước được đi ra ngoài không? Không dám đi. Sao không nhé? Vì mình ở trong đây. Ở trong đây rồi ra ngoài rồi mình lạ chỗ mình đâu biết đâu, sống lạ chỗ. Chắc biết. Cũng khó khăn ha. Cũng không biết. Không biết ngoài nó có bắt ốc được không nữa hả? Mình không biết. Không biết có cà phê uống không? Ở ngoài có cà phê uống không? Mấy người ta kể ở ngoài có cà phê uống không? Nghe tiếng cũng như là mình cũng như người ta đi ngoài về đó, người ta cũng chắc cũng có chứ sao không? Cũng có cà phê uống hả? Nước nâu cũng như mình. Như mình không? Như thiệt không? Như mình. Hôm qua nói cái câu gì mà anh Tám dứt ông cười quá trời luôn vậy? Anh cũng không biết. Quên luôn rồi. Nói cái câu gì mà hẹn kiếp sau rồi đó. Nói cắt nhà cầu ông nói xin hẹn lại kiếp sau để mà ông tả nợ cho mấy gì. Chắc kiếp này. Kiếp này ông nghèo quá. Sao? Là kiếp này ông nghèo quá, ông không có tiền để tả. Nên thành thử là phải hẹn lại kiếp sau. Mà kiếp sau trả không được nữa thì sao? Dạ thì kiếp sau nữa ổng như ổng hời ổng hứa ổng là kiếp sau ổng trả lại. Là ổng biết ổng có giàu không mà ổng trả? Thì ổng cũng hứa. Nhưng mà hứa mà kiếp sau sao biết có giàu hay không? Ảnh cũng làm mướn nữa, ảnh cực khổ nữa rồi sao? Thì kiếp sau ảnh cũng nói là cũng như là tới gần ảnh không giàu gì mà điều ảnh hứa ổng nói là kiếp sau ảnh trả lại gì không? Anh hứa kiếp sau anh trả lại. Kiếp sau anh trả lại. Là nếu như giàu. Hả? Nếu như giàu. Kiếp sau nó anh trả nợ lại cho mấy người mà giàu có đó. Còn anh? Trả cái phước lại. Còn anh? Anh có trả lại không? Không, tôi lo đi mò ốc. Mò ốc rồi bây giờ là trốn mưa, trốn nắng được rồi, trốn ông trời được rồi. Rồi anh ở ông đó là đỡ mưa, đỡ nắng thì mấy cô mấy chị cũng giúp cho anh vậy, sao anh không trả tiếp ông Tám? Bị khách bạn bè của anh Tám tôi cũng không biết dành không. Có nghĩa là trả nợ kìa. Trả nợ thì để cho anh Tám trả chứ tôi không biết. Sao anh không trả? Tại vì cũng như bạn bè của anh Tám. Nhưng mà nhà đó là cắt cho nguyên nhà luôn, cho ba mẹ nè, cho anh với lại anh Tám. Thì sao anh không trả mà anh để cho mình anh Tám trả hả? Tại tôi lo đi mỏ con nghe nói mấy anh qua để mà giúp đỡ cho anh Tám vậy thôi chứ cũng không biết gành không. Chứ không có nói là giúp đỡ cho anh. Không. Ví dụ như là Đạt là hôm trước là trả tiền cà phê đó. Rồi anh có hứa gì trả lại không? Anh Đạt hả? Nói xin cảm ơn anh gì thôi. Rồi có hứa trả khi nào trả không? Nói kiếp này tôi nghèo quá, kiếp sau mới trả lại cho ông. Kiếp sau mới trả lại? Là có duyên là trả lại. Còn không có duyên? Không có duyên thì đường ai nó đi. Không có duyên thì đường ai nó đi luôn. Không lẽ không trả luôn, thiếu nợ hoài. Không có duyên thì đường ai nó đi. Không có duyên thì đường ai nó đi. Ngày nào uống cà phê là cũng hút thuốc gì khỏe như vậy, không có làm gì cực khổ đâu vậy. Như mình ghé vô nhà của chị ba uống cà phê để mà
nghỉ ngơi cho nó khỏe. Ở nhà sao mình không đập cà phê uống cho tiết kiệm tiền? À, được rồi, qua quán uống cà phê rồi cứ ra đi về chứ đâu biết. Ở nhà kêu anh Tám pha rồi trả tiền cho anh Tám. Rồi ghé vô quán uống cho dễ, để nó không ông kêu ổng không chịu. Kêu ổng sao? Kêu có khi nhiều lúc ổng không chịu. Ông là mình nhỏ mình kêu ổng, ổng đâu chịu. À, mình nhỏ là mình sai, anh mình là sai. Đúng không? À, mình qua quán uống đầu cái mình gây đi về chứ không. Chứ đâu có biết. Tôi biết gì đâu. À. Uống cà phê mà nói giúp đỡ người ta, giúp đỡ cho chị ba chứ bây giờ thấy nhà vậy chứ không biết là đâu biết gì. Cũng như gia đình của người ta mình qua đây uống cà phê chứ đâu có biết. Ừ, đâu biết bên trong người ta sao. À, không biết. À. Uống là giúp đỡ người ta luôn. À, uống cà phê vậy thôi chứ đâu có biết đâu. À. Sao em thấy anh lúc nào cũng mang khẩu trang để ha, để dưới cho vậy. Nữa bỏ dưới nữa. Sao bỏ dưới hoài vậy? Trang mình thêm mình bỏ mình có cái bị rồi đó, nhéo kéo tia ra nhét vô. Ừ. Mày sao? Là đi uống cà phê là quả bị theo vậy hả sao anh Tú? Uống cà phê quả bị theo. Mò ốc có quả không? Dạ không. Sao vậy? Đeo heo nó ướt nhẹp. Nó ướt nhẹp à? À. Rồi hôm qua có giặt đồ không? Dạ trời nắng lên mới giặt. Em hỏi anh cái này là hình này là anh vẽ là ý nghĩa gì đây? Bạn bè của mình nó xăm gì đó. Xăm, xăm để đẹp hay là để xấu? Xăm để cho đẹp. Mà em thấy xấu quá. Tại cũng như mình không biết, bạn bè nó gọi nó xăm. Thử anh đưa cho nó xăm hay là nó đè anh xuống xăm? Thử nó vẽ xăm cho mình vậy đó. Mình cũng nhờ cậy nó vậy đó. Nhờ cậy hả? Nhờ cậy sao có tốn tiền gì không? Không. Ừ, nhờ cậy nó xăm giùm. Nó sao nhờ? Cũng như là mình nhờ cậy nó xăm giùm cho mình. Cũng như mình lúc nhỏ mình không biết đó, mình cũng nhờ cậy nó lại nó xăm giùm cho mình. Anh nói làm sao mà nó xăm giùm cho anh? Nói cũng như là tôi cũng ham mấy cái chuyện đó như vậy. Ừ. Nó lại nó vẽ nó xăm. Ờ, đau mà ham gì trời. Thì bởi vì mình mới khờ khảo mình không biết. Khờ, anh mà khờ. Khờ mà anh vẽ cho nó đẹp. Thì cũng như mình khờ khảo mình không biết, mình kêu nó vẽ vô cho mình vậy. Ừ. Vẽ thì giống con nhìn nhạnh, con nhìn nhạnh như vậy. Ờ, okay. Rồi thôi, nãy giờ là chia sẻ vui với cô bác của chị và biết tình hình sức khỏe của anh hiện tại. Thôi bây giờ nói lời nào để cảm ơn cô bác của anh chị rồi chào tạm biệt. Mai mốt nào anh đi mò ốc thì em đi theo quay. Dạ. Rồi nói đi, làm gì căng thẳng khoanh tay như vậy anh? Khoanh sao khoanh tay vậy? Bữa ngày mai anh đi mò ốc từ nào anh có vô ghé vô hâm quay thì quay. Ừ. Quay là mò nhiều không? Dạ mò cũng như mình vô đó mò vậy chứ chưa có biết tước được. À, mấy con ốc nó gặp cái điện thoại camera gì nó sợ nó hả? Nó gặp cái máy camera vô là quay chỗ đó là được, là nó hên. Sao hên? Bị được cái máy quay phim đi vô quay đó. Ừ. Nó hên, linh thiêng, nó hên linh thiêng. Linh thiêng bị được cái máy mà mình vô máy quay phim đó, nó gặp nó hên. Ừ, nó hên, nó vui hay nó mừng? Nó vui. Nó vui hả? À. Con ốc mà nó cũng biết sao trời. Không biết. Ừ. Máy quay phim này, chụp nó quay vô rồi nó phải hên, nó mới vui vẻ lên. Con ốc vui hay là anh vui? Ốc vui. Con ốc vui hả? À. Sao anh biết con ốc nó vui? Không, máy quay phim đã mình mua tiền bạc không chứ đâu phải tiền bạc máy quay phim chụp ảnh mà nó đẹp mà. Ừ. Ngốc nó mới vui được. Ngốc nó vui. À. Ngốc nó vui mà lại anh bắt nó buồn sao? Dễ vậy. Mấy quay phim chụp vô là vui. Vui. À. Là con ốc này là nó vui lắm. À, ngốc nó vui. Ngốc nó vui. Nó vui nó thể hiện sao? Thì nó là nó tuy rằng nó không nói mà điều nó là có máy chụp ảnh rất là vui sướng. Nó nói luôn hả? Nó nói dài. Tuy rằng nó không nói mà đều có cái cảm giác nó suy nghĩ ra nó biết. Nó suy nghĩ ra nó biết. À. Là nó nói là sao? Nó nói được được cái anh này vô vô tới đây và để mà chụp hình để mà cho biết con ốc mà để mà quay vô cho nó hên được. Quay vô cho nó hên. À. Anh bắt người ta đi bán mà cho nó hên cái gì? Bị được cái người có cái người mà biết chụp ảnh chụp nữa, chụp vô nó mới hên. Ừ. Là con ốc nó hên hay là anh? Con cái máy chụp vô á. À. Là con ốc nó, cái máy chụp hình chụp vô con ốc nó hên. Máy chụp hình chụp vô là con ốc nó hên liền. À.
Là nó được có cái anh này đâu mà lạ lạ mà để mà vô tới trong đây mà để chụp chụp ba con ốc này vừa chụp vô lên nó hên. mà nó vừa hên xong cái anh bắt nó liền. Ốc nó biết vô là nó biết rồi. Nó biết luôn hả? Nó biết là mình vô chụp hình nó là biết là cảm thấy được vô máy là được hên rồi. Được hơn, được hơn, có được giúp đỡ không hay được bị bắt? Không, nó vô là nó biết là mình vô chụp hình chụp ảnh nó là nó biết là con ốc rất đẹp. Con ốc rất đẹp. Đẹp sao? Đẹp được để mà được mà cái người mà vô mà quay vô máy đó, là nó biết là đẹp rồi. Nó biết là đẹp luôn. Nó biết đẹp. Nó biết được đi ra nước ngoài luôn. Được dịp vô máy đó là được đẹp đó. Rồi cảm giác nó là nó hên, nó mừng đó. Nó rất là vui, vui. Nó vui sao anh không để cho nó vui mà anh bắt ta anh bán anh ăn thịt luôn. Tại vì cũng như mình hợp ý mới nghĩ mình cũng không muốn bắt nó là tại vì cũng như hoàn cảnh gia đình của mình nó nghèo. Mình mới đi vô tới tới nó. Tới nó để mà kiếm kiếm nó để mà bắt để mà về kiếm tiền gì đấy. Kiếm tiền uống cà phê. Chứ thật ra là mình cũng không muốn muốn bắt nữa. Mình cũng không muốn bắt là tại vì hoàn cảnh gia đình của mình nghèo vậy đấy. Nên hình thử là bắt buộc là buộc lòng là mình phải bắt nó. Sao anh không chọn con khác nữa? Chọn chọn con khác mà chọn con ốc. Bị con ốc này cái kiểu như là nó hợp với mấy anh đó. Anh nó bển qua đây đó để mà bắt mà để giúp giúp vui cho mấy anh gì hơn. Anh bắt thì hợp với anh chứ sao hợp với mấy em? Cũng như là mình muốn bắt ốc để mà cho mấy anh vui vẻ gì thôi. Chứ mình cũng không có suy nghĩ mà để mà bán mà để mà lấy tiền này, cũng như là muốn bắt để mà giúp vui cho mấy anh thôi. Bắt ốc này anh có thấy nó tội không? Hả? Tội hả? Không. Sao không tội? Cứ như mình bắt ốc để mà mình kiếm tiền để mà mình uống cà phê đồ cho con người mình nó vui vẻ lên. Nhưng mà mình giết nó là mình thấy tội không? Không, này không dám giết nó. Sao vậy? Mình vô lên đi bắt nó gì chứ đâu có dám giết nữa. Anh bắt cho người ta bán hạm giết đó là còn gì nữa? Không dám giết. Không dám giết luôn hả? Tại sao? Nó đâu có gì với mình đâu mà để giết nó. Thì anh bắt nó là anh bán người ta rồi, anh bán người ta vô cái nồi tan thịt rồi là anh giết nó rồi. Bán gì thôi chứ đâu có dám giết nó. Hôm trước em gặp anh ăn ốc nữa kìa. Hả? Thì ăn ăn chứ đâu có dám giết nó. Anh ăn nó là anh giết nó rồi. Nấu mình ăn gì thôi chứ đâu có dám giết nó. Giết với là ăn nó khác nhau chỗ nào? Hả? Thì nấu mình ăn để do đãi khách bạn bè là để mà cho khách bạn bè ăn gì thôi chứ mình đâu có biết. Mình làm cho nó chết, mình nấu cho nó chết đúng không? Là mình giết nó rồi. Để bắt về để cho bạn bè mình ăn thôi chứ mình đâu có biết. Bây giờ mình biết là mình đi bắt nữa không? Trời nắng lên mới không bắt. Bắt nữa không thấy tội nghiệp tụi nó sao? Không, trời nắng lên mới bắt. Nhưng mà bắt ốc mình không cảm thấy mình tội nghiệp tụi nó sao? Không. Vậy hả? Bắt về cho anh em mình ăn mà có gì đâu tội nghiệp. Không có gì tội nghiệp đó. Không, để mà giúp đi vui cho anh em của mình vậy thôi. Giúp vui cho anh em mà gia đình của Ngốc nó buồn sao? Ngốc nó cũng có gia đình vậy. Dễ gì. Hả? Bị bắt về cho anh em mình cho nó vui vẻ với anh em của mình vậy thôi. Vui anh em mình vui vẻ mà nó không vui vẻ. Vui vẻ. Ngốc đó kiểu như là ngốc đó mình bắt về để mà nó hí cho mình. Nó hí cho cuộc đời của nó cho mình vậy. Hiến cái cuộc đời của nó cho anh Út. Cho mình vậy đó. Cho anh Tú. Tại sao nó lại ngu lại nó lại thí cho mình ta? Tại cũng như nó dạng nó rất là liều lĩnh. Dạng nó rất liều lĩnh luôn. Nó đi xin tính mạng nó về cho mình vậy. Nó cũng như là cái bản tánh nó là cũng như nó thí. Nó thí cho cái mạng sống nó cho mình vậy đó. Là nó rất là liều lĩnh luôn. Rất là liều lĩnh, nó rất là dạng hơn mình. Anh là có thí cho ta không? Không, nó con ốc nó thí cho mình. Vậy là con ốc nó liều lĩnh. Nó dạng hơn. Nó dạng sao mà mỗi lần anh tới cái nó trốn? Thì cũng như là mình đi vô động địa tới nó thì nó phải mập xuống, hợp xuống rồi chừng nào mình đi về đồ tờ im vắng dễ rồi thì nó mới
nó mới mọc lên. Ừ, nó mới mọc lên. Nó mới mọc lên. Làm sao mình biết rằng là nó biết rằng là mình đi về? Thì cũng như là mình rút đi về thì trời nước nước rồi nó vắng vẻ, nó im trời. Thì nó biết mình đi về là nó sẽ mọc lên. Nó mọc lên. Mọc lên để mà nó đu theo cái cây. Nó mọc lên đu theo cây làm gì? Để mà nó đu theo cây, nó bu theo cây đó. Chờ anh vô lại. Bu theo cây để là để nó làm gì? Đậu theo cây đó. Mà tại sao nó không trốn mà nó ở dưới nước mà đậu theo cây chi ta? Thì cái gì nó mọc lên. Mà mọc lên nó chơi hay là làm gì? Nó mọc lên thì trời im trời đó. Nó im trời đầu ánh sáng mặt trời ở trên đó, nó dội xuống. Mình mới gặp nó. Ánh sáng mặt trời ở trên nó dội xuống rồi mình mới gặp nó. Nhưng mà mình thấy nó là tại sao nó mọc lên cho mình bắt mà nó không trốn luôn mà nó mọc lên chi ta? Bị cái kiểu như mình đi về đó vắng vẻ không có ai á. Nó hiện ra. Nó hiện ra nó mọc lên. Còn lúc mà có người thì nó mập xuống. Có mình đi tới thì nó sẽ mập xuống, hợp xuống. Cái kinh nghiệm bắt ốc sao mà bắt nhiều được? Có cái kinh nghiệm của mình như đi bắt ốc là kiểu như là chờ cái cơ hậu mà để mà vắng vẻ để mà con ốc nó mọc lên. Còn mà nếu mà mình làm quá quá hới là nó mệt. Vậy là nó phải chờ cơ hội. Nó cũng phải chờ cơ hội để mà có cái nhịp của nó để mà nó đậu lên. Ngốc mà đậu gì? Thì nó đậu lên. Đeo heo bu heo cây á. Còn mình làm quá thì nó mập xuống, hợp xuống mất tiêu. Nhưng mình đi tới đi lưu hoài có khi mình đạp đồ nó gớt dưới tỉnh á. Mình đạp xuống, hụt xuống trơn. Mình đạp nó mình tội nghiệp nó không? Không. Mình bự mà mình đạp lên nó mình không tội nghiệp không? Nó hụt xuống trơn, nó mập xuống trơn. Nói là cảm ơn đi, kết thúc clip. Xin cảm ơn anh em, bạn bè để mà lại đây giúp đỡ cho em được quay hình, được quay lên hình quá đẹp, quá đẹp, quá dễ thương, quá dễ thương. Em hứa là sao? Em hứa cái sau có duyên thì em trả lời. Chết kiếp này sao? Kiếp này hoàn cảnh gia đình của em nghèo nên em không có khoảng cách mà để mà trả nợ cho mấy anh chứ. Có gì sao, có gì mấy anh thông cảm hả? Đâu có, nói nếu mà có kiếp sau có duyên thì để mà em trả lời vậy đó. Còn kiếp này anh đang nghèo. Anh đang nghèo. Hoàn cảnh của em đang nghèo. Em quá nghèo. Quá nghèo. Nên là nữa là em chưa có cơ hội em trả. Chưa có cơ hội để mà em trả cho mấy anh vậy đó. Thấy mấy anh quay phim là đẹp trai không? Đẹp hả? Mấy anh quay phim với anh là ai đẹp trai hơn? Anh cũng đẹp trai. Đẹp trai đến đây và để mà xây dựng nhà cửa cho anh Tám nhé. Anh cũng rất là đẹp. Rất là đẹp. Đẹp. Đẹp mà được cái máy quay phim chụp ảnh nó đẹp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Bye bye. Bye bye. Dạ. Chào. Bye bye.